Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át nên sẽ tập trung vào tình tiết hấp dẫn, nội tâm nhân vật trong chuyện, hình ảnh chỉ mang tính chất tương đối. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy like, chia sẻ và ấn theo dõi để xem những tập mới nhất nhé. Điều này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt mọi người bất giác đều là một mảnh mê mang chi sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ không thể tin được đây là sự thật. Sắp đem khúc xương khó gặm nhất này gặm xuống, sao lại nói dừng liền dừng lại đây? trong mắt mọi người đều là khó hiểu thậm chí ngay cả đám người bất bại kiếm tôn cũng là mặt đầy mê mang không rõ trong đó đến tục cùng là chuyện gì bốn châu này lại đang làm cái quái gì vậy bá một đạo thân ảnh rơi xuống lúc này vị cung phụng ban đầu tổ chức đội ngũ đi tới trước mặt mọi người thẳng đến chỗ bất bại kiếm tôn khẽ khom người giơ tay lên nói bách lý tiên sinh còn có chư vị kiếm vương mới đến bên này người của các ngươi đến đón các ngươi người của chúng ta thân thể không khỏi hung hăng run lên sáu người nhìn nhau vẻ khó hiểu trong mắt càng sâu nhưng giờ khác này bọn họ đã là thịt cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém giết còn có cái gì đáng sợ kết quả là cũng không quan tâm bọn họ có mưu đồ gì bách lý ngự thiên một lần nữa nôn ra mấy ngụm máu tươi dưới sự dìu đỡ của mấy vị kiếm vương gắng gượng bước về phía trước trực tiếp rời đi dựa vào cái gì dựa vào cái gì để cho bọn họ đi nhưng mà đúng lúc này một tiếng giống to phẫn nộ lại nhất thời vang vọng thiên địa một đạo thân ảnh màu xám đột nhiên đạp cước bộ mang theo tiếng khóc hung hăng hướng đám người bách lý ngự thiên đụng tới một trưởng cùng mãnh hung hăng hướng đầu bọn họ bổ xuống sư huynh sư đệ ta đều chết trong tay bọn họ chúng ta phí công phu lớn như vậy mới đem bọn họ mài thành như vậy dựa vào cái gì đến cuối cùng chỉ còn thiếu một chút lại không cho chúng ta lấy tính mạng bọn họ vì các huynh đệ báo thủ bất bại kiếm tôn ngươi đi chết đi hưu bành nhưng mà một trưởng khí thế phi phàm của hắn còn chưa đụng được đến nửa sợi lông của bất bại kiếm tôn một đạo khí kình không gì sánh kịp đã đột nhiên bắn ra trong nháy mắt đánh vào người nọ người nọ nhất thời bầm thây vạn đoạn hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất vô tùng lão giả kia vung hai ngón tay khinh thường bĩu môi nhìn về phía đám người còn lại lạnh lùng lên tiếng lời lão phu vừa nói các ngươi không nghe thấy sao cao tầng tứ châu nhất trí quyết định mời bất bại kiếm tôn bọn họ rời đi người trái lệnh chết đây chính là kết cục ừ thân thể nhịn không được run lên mọi người nhìn một màn này đều là không cam lòng cúi đầu hàm răng cắn chặt mặt đầy phẫn nộ tức giận mà không dám nói gì bọn họ không biết những cao tầng này đến tột cùng là phát điên cái gì lúc đại công sắp cáo thành cư nhiên lại làm như vậy như vậy mấy ngàn vạn người bị chết lúc trước đều là chết vô ích sao không để ý tới những con kiến hôi ngay cả vận mệnh cũng không thể tự chủ được đám người bách lý ngự thiên cứ như vậy dưới ánh nhì không chớp mắt được lão giả kia hộ tống đi về phía trước không bao lâu sau họ đã đi vào một khu rừng nhỏ mà nơi đó đám người lăng vân thiên sớm đã chờ đợi lâu còn có một bóng người quen thuộc cũng ở trong đó lại chính là kiếm tinh thừa tướng bách lý kinh vĩ Kinh vĩ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói với lão phu không? Nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, Bách Lý Ngự Thiên tuy rằng trọng thương, nhưng vẫn như trước nhìn xuống hắn như vương giả. Tương tự như vậy, Bách Lý Kinh Vĩ cũng kho người ôm quyền, cung kính nói, khởi bẩm lão tổ tông, chúng ta giảng hòa, chiến tranh kết thúc. À, thì ra là như thế. Nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, tâm tình của Bách Lý Ngự Thiên cũng trầm xuống, thở dài, liền nhìn về phía sau một đạo ấn thức chấn động không gian, lạnh lùng nói, đó là không gian truyền tống trận cất giấu bí ẩn như vậy, hơn nữa nhỏ gọn như thế, chỉ sợ một lần chỉ có thể tống qua một hai người, là kiệt tác của người. Không sai, lão tổ tông, vì đề phòng vạn nhất, kinh vĩ có thể tùy thời đi tới phía sau Bắc Châu này, cố ý xây dựng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Cái gì cũng rõ ràng, Bách Lý Ngự Thiên đi thẳng về phía truyền tống trận, đám người còn lại vội vàng đuổi theo. Lăng Vân Thiên mỉm cười, tiến lên một bước, kiếm tôn đại nhân, lần này hai bên ta và ngươi bất phân thắng bại, sàn sàn như nhau, đều chịu tổn thương, hy vọng ngày sau không xảy ra tranh chấp nữa không để ý tới hắn thậm chí từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái bách lý ngự thiên cứ như vậy yên lặng đi vào truyền tống trận ong ong một tiếng biến mất bóng người da mặt không khỏi hung hăng co rút trên mặt lăng vân thiên có chút xấu hổ hừ bằng ngươi cũng xứng nói chuyện với lão tổ tông nhà ta ngay cả chiến cũng không dám tiếp chiến hừ hừ liếc hắn một cái bách lý ngự vũ cười lạnh lên tiếng tiếp theo cũng biến mất trong thông đạo truyền tống các kiếm vương còn lại cũng là vẻ mặt khinh thường cùng nhau truyền tống trở về bao gồm cả thái tử bách lý cảnh thiên cũng vậy bách lý kinh vĩ thấy vậy bất giác cười một tiếng hướng lăng vân thiên hành lễ ôm quyền lộ ra một nụ cười giả tạo lăng tông chủ đừng để ý lão tổ tông cùng đám kiếm vương tính tình đều như thế kinh vĩ thay bọn họ xin bồi tội chỗ nào hy vọng thừa tướng đại nhân đương nhiên bổn tướng nói được làm được chúng ta trong vòng trăm năm tới đều sẽ bình an vô sự ha 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 cáo từ nhếch miệng cười, Bách Lý Kinh Vĩ cũng quay đầu tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy. Chỉ là trong nháy mắt hắn biến mất, dư quang khinh miệt trần trụi trong khóe mắt hắn, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được. U u, đến khi tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ lưu lại đám người Lăng Vân Thiên. Lúc này, sắc mặt Lăng Vân Thiên cũng không khỏi trầm xuống. Hiểu được trong lòng hắn không thoải mái, Bộ Hành Vân ha hả cười, lúc này vỗ mông ngựa nói, cuồng ngạo của bất bại kiếm tôn, thế gian đều biết lăng tông chủ vì cơ nghiệp tứ châu nhẫn nhìn chịu nhục thật sự là ủy khuất ngài cha nhất định điều tra đến cùng cho ta nhưng mà hắn vừa dứt lời lăng vân thiên lại bỗng dưng gầm lên một tiếng giận dữ hét lớn thành tiếng vì sao bách lý kinh vĩ có thể trực tiếp từ tiền tuyến truyền tống đến nội địa bắc châu ta còn có một cái truyền tống trận bí ẩn như vậy vì sao trong cứ điểm của hải minh tông chúng ta hắn có thể trà trộn vào như vào chỗ không người hừ chắc phàm hắn nói không sai bắc châu chúng ta có phản đồ hơn nữa địa vị của người này nhất định không thấp nếu không, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động cấp cho Trung Châu một cái cửa sau như vậy." Hung hăng gật gật đầu, Bộ Hành Vân cũng dương nắm đấm lên, "Đúng, nhất định phải điều tra, Lăng Tông chủ ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, nhất định sẽ tra ra bằng được manh mối." Nhìn hắn thật sâu, Lăng Vân Thiên khẽ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng một trận oán thầm. Kẻ phản bội Bắc Châu này rốt cuộc là ai? mặt khác trong đại danh của bách lý kinh vĩ liền nghe từng đạo không gian ba động vang lên đám người bách lý ngự thiên đồng loạt xuất hiện ở chỗ này bách lý kinh vĩ là người cuối cùng trở về nhìn những gương mặt và bầu không khí quen thuộc này bất bại kiếm tôn cùng ngũ kiếm vương đều có chút cảm giác như đã trải qua mấy đời rốt cục trở về đây mới là địa giới của bọn họ nơi có cảm giác an toàn sau khi trải qua màn vây giết khủng bố của mấy ngàn vạn người cho dù là cao thủ kiếm vương cũng có loại cảm giác lo sợ trong lòng mong muốn trở về nhà Kinh vĩ thừa tướng, lần này thật sự khổ cực ngươi. Nhìn thấy Bách Lý Kinh vĩ trở về sau cùng, Thái tử Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi vội vàng tiến lên, cực kỳ chân thành nói, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, phòng trừng chúng ta sẽ khó trở về. Chỉ là không biết thừa tướng đại nhân làm thế nào để thuyết phục bọn họ thả chúng ta bình an trở về thống khoái như vậy đây. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ nắm lấy nhược điểm của chúng ta. Bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, Bách Lý Kinh vĩ đem một khối ngọc giản ra, đưa lên nói: Đế đô báo lại, trong mấy ngày ngắn ngủi, kiếm tinh đế quốc chúng ta đã có hơn một ngàn thành trì sụp đổ. Hơn nữa, chuyện lão tổ tông bị mài đến tận lực trọng thương, chỉ cần bọn họ truyền ra bên ngoài, tứ kiếm vương lập tức dục dịch. Hiện tại chúng ta loạn trong giặc ngoài, trọng thương đầu người, thật sự không có lực tái chiến, bọn họ tự nhiên yên tâm đem chúng ta thả trở về. Cái gì, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy, ngay cả nội bộ đế quốc cũng. Không khỏi trong lòng hoảng sợ, mọi người đồng loạt kêu lên. Bất đắc sĩ gật gật đầu, bách lý kinh vĩ cũng vẻ mặt chua sót, đúng vậy, lần này chắc phàm thật sự là đâm chúng ta thành tổ ong vào vẽ chỉ sợ không mất mấy chục năm công phu khó có thể nghỉ ngơi hồi phục lại như thế nào lại là họ chắc kia nhưng hắn làm sao có thể làm cho cả đế quốc chúng ta đều đồng tử nhịn không được co rụt lại bách lý cảnh thiên cùng các kiếm vương còn lại đồng loạt kinh hãi nhìn bọn họ thật sâu bách lý kinh vĩ cười khổ càng sâu hơn các vị lần này là bách lý kinh vĩ ta có lỗi với lão tổ tông cùng mọi người ở trên bố cục mưu đồ triệt để thua tiểu từ kia có lẽ các ngươi còn không biết hắn là người chấp lái chân chính của lần này đại nguyên soái từ châu nói xong bách lý kinh vĩ liền một năm một mười đem la lịch trong đó nhất nhất giảng giải nhưng mọi người nghe được cả đám đều trợn tròn mắt bọn họ chỉ biết chắc phàm là cao thủ thâm tàng bất lộ danh môn đệ tử nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người này cư nhiên còn nắm giữ toàn bộ xu thế đại cục đem cao tầng năm châu đùa bỡn trong tay người này đến tột cùng có la lịch gì lại có thể võ chống lão tổ tông văn địch bách lý thừa tướng tuyệt thế võ đạo kỳ lân chi tài văn võ song tuyệt Tóm lại, lần này có thể lừa gạt đám lão già này buông tay, hoàn toàn là bởi vì tiểu tử kia mất tích. Nếu không, chỉ sợ mặc dù ta đích thân đi tranh luận với hắn, cuối cùng chịu thiệt cũng là chính ta. Thằng nhóc này, quả nhiên là đối thủ đáng sợ nhất của bản tướng kiếp này. Trong mắt chớp động kiên kỵ thật sâu, sắc mặt bách lý kinh vĩ một mảnh nghiêm trang. Mọi người thấy vậy liền ngây người, một lát sau mới thở dài, cuối cùng do bách lý ngự vân nói, thừa tướng đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ không thể trở thành uy hiếp của ngươi nữa. Như thế nào, không khỏi sừng sốt trong mắt bách lý kinh vĩ nghi hoặc bởi vì hắn đã táng thân ở miệng hải yêu một người chết thì có thể làm được gì nữa ha 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 cười to một tiếng ngay sau đó bách lý ngự vân liền đem chuyện bọn họ cùng chắc phàm đọ sức nói một lần mà lúc này đây lại là bách lý kinh vĩ hoàn toàn trợn tròn mắt cuối cùng nhìn thật sâu cánh tay cột của bách lý cảnh thiên nhị không được hoảng sợ lên tiếng muội muội ngươi chứ tiểu tử này là thiên địch của chúng ta sao Bách lý gia chúng ta từ trẻ đến già, từ văn đến võ, vậy mà ai nấy đều bị hắn ngược đãi một lần, không ai có thể thắng hắn một chút. Nhưng cuối cùng hắn lại bị hải yêu kia giết chết như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thủ của chúng ta phải tìm ai để báo? Đúng vậy, đối thủ cả đời cứ như vậy không còn, chúng ta đi tìm ai tái chiến? Chẳng lẽ đi tìm đám phế vật lăng vân thiên sao? Bọn hắn xứng đáng sao? hung hăng nắm chặt nắm đấm hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác không cam lòng trong lòng bách lý kinh vĩ bách lý ngự thiên cũng cau chặt mày mặt đầy tức giận hai con người đỏ thấm sau đó phốc phốc một tiếng huyết vụ hung hăng phun ra đã là trước mắt tối sầm chết để hôn mê bất tỉnh chỉ là trong lúc hắn hấp hối trong miệng vẫn lẩm bẩm oanh 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 thư tướng truyền lệnh rút quân rút quân từng tiếng nổ vang lên liên tiếp từng tiếng gào thét thanh chấn thương khung ở bên cạnh trung châu cùng bắc châu chiến đấu vẫn vô cùng kịch liệt khó phân thắng bại tứ đại kiếm vương càng là đồng loạt ra tay toàn lực tiến công nhưng đúng lúc này từng đạo thân ảnh lại giống như chim bồ câu đưa tin len lỏi khắp các ngóc ngách trên chiến trường ngửa mặt lên trời giống dài thủ dụ của bách lý kinh vĩ chi thân thể hung hăng run lên một kiếm chuẩn bị bay ra đột ngột dừng lại thượng quan phi vân nhíu mày trong mắt tràn đầy khó hiểu thì thào thành tiếng sắp đại công cáo thành cư nhiên rút quân bách lý kinh vĩ này đến tột cùng đang làm trò quỷ gì xem ra trận chiến này chúng ta thua rồi tiếng đàn véo von cũng đột ngột dừng lại cầm sắc kiếm vương hơi trầm ngâm một chút u u lên tiếng trên mặt một trận không vui thượng quan phi vân cực kỳ tức giận hét lớn thua cái gì mà thua làm sao lại thua tình thế hiện tại của chúng ta rất tốt lập tức bắt được bắc châu làm sao có thể thua hơn nữa bách lý kinh vĩ trước kia đã đáp ứng lão phu muốn giúp lão phu phản công đông châu hiện tại sắp đại công cáo thành lại vô duyên vô cớ rút lui như vậy lão tử không phục Người không phục thì có thể như thế nào chiến lược này là chiến lược trung châu trận chiến này cũng là trận chiến giữa trung châu và tứ châu nếu bách lý thừa tướng ngừng chiến đấu ai còn có thể đánh được nữa bằng không một mình ngươi đi mà khiêu chuyến cường giả tứ châu ha 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 thản nhiên cười đan thanh sinh vung ống tay áo lên thản nhiên đi về phía trước từ kiếm tiên nhếch miệng cười cũng là vui vẻ thanh nhàn vui vẻ theo trở về hắc 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 không đánh thật tốt miễn cho lại tạo sát nghiệt còn đắc tội lão bằng hữu trước kia quá không có lời cầm sắc kiếm vương liếc mắt nhìn hai người một cái cũng là thu cầm rời đi khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh nhạt chỉ có thượng quan phi vân tức giận đến ra mặt thẳng rút cuối cùng không còn cách nào cũng là oán hận vung ống tay áo quay trở về cứ như vậy mệnh lệnh của thủ tướng trong nháy mắt truyền khắp các ngóc ngách chiến trường tất cả chiến lược kiếm tinh nghe được cũng là minh kim thu binh lục tục trở về rất nhanh chiến trường ban đầu còn không ngừng gào thét lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ không còn tiếng giống giết chấn thiên nữa bỗng dưng bình tĩnh lại Cùng lúc đó, biên giới Bắc Châu cũng chỉ còn lại 200 trận thức phòng ngự cuối cùng, tử thương cũng vượt hơn phần nửa. Rất nhanh, trận phòng ngự cuối cùng cũng bị công hãm, như vậy bọn họ sẽ rơi vào kết cục bị quân địch tàn sát hết. Đại Nguyên Soái Lâm Thời Lạc Vân Hải nhìn hết thảy, vẻ mặt khẩn trương, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, thực lực kiếm vương lại cường hãn như thế, lúc trước bọn họ còn có thể dựa vào đại trận miễn cưỡng chống đỡ hắn 5 6 ngày, nhưng tứ kiếm vương này vừa ra tay, đúng là một ngày cũng không chống đỡ nổi. Thế nhưng, hắn vẫn cắn chặt răng kiên trì, hét lớn thành tiếng, truyền lệnh kiên trì lại chống đỡ thêm một ngày nữa cho dù liều mạng đến người cuối cùng cũng phải chống đỡ cho ta chúng ta phải tranh thủ thời gian cho hậu phương tuyệt đối không thể để cho những người này công phá nơi này phá hỏng đại kế của tổng nguyên soái oanh 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 nhưng tiếng hò hét của hắn trong khoảnh khắc lại bị tiếng nổ đinh tai nhức óc kia bao phủ tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ đối phó cường địch phía trước lời hắn nói một câu cũng không nghe vào bất đắc dĩ thở dài là vân hải phun ra một ngụm chọc khí thật dài không nhịn được lắc đầu thở dài hiện tại bọn họ chỉ có thể làm được ngạnh kháng không có kỳ mưu diệu kế cùng chiến lược gì có thể dùng được quả nhiên chiến tranh cuối cùng vẫn là dùng thực lực nói chuyện cho dù hắn ủng hộ sĩ khí thế nào nên thua vẫn phải thua nên chết vẫn phải chết ai bá bỗng nhiên tiếng nổ lớn kia đột ngột đình chỉ lạc vân hải không khỏi sừng sốt nhất thời không hoàn hồn lại nhưng rất nhanh thác bạt thiết sơn vẻ mặt hưng phấn liền từ phía trước chạy đến chỗ hắn vội vàng hô lạc nguyên soái tin tốt bọn họ lui binh kiếm tinh lui binh trận chiến này của chúng ta kiên trì được rồi, ha ha ha. Cái gì, lui binh? Không khỏi sừng sốt, Lạc Vân Hải không khỏi có chút mê mang, tiếp theo quay sang đại quản gia Gia Cát Trường Phong tham mưu bên cạnh. Nghi ngờ, Gia Cát quản gia, bọn họ đây là đang dở trò gì, thế đang như mặt trời ban trưa sao lại có thể lui binh. Lông mày nhíu sâu, Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt râu, cũng không rõ nguyên nhân. Đúng lúc này, một tên lính liên lạc bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn, khom người bái lại, đem một khỏa ngọc giản đưa lên, khởi bẩm gia chủ, lãnh tiên sinh phía sau truyền tấn vội vàng nhận lấy ngưng thần quan sát nhưng rất nhanh lạc vân hải liền nâng tay lên hung hăng đem ngọc giản kia ném xuống đất nhất thời tứ phân ngũ liệt nổi giận lên tiếng làm cái gì vậy đám lão già hỏa này như thế nào gia chủ xảy ra chuyện gì sao thấy tình cảnh này gia các trường phong không khỏi sừng sốt đồng loạt nhìn về phía hắn hỏi hít sâu một hơi trên mặt lạc vân hải tràn đầy tức giận cơ hồ là gần từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói lãnh tiên sinh truyền tấn bất bại kiếm tôn sắp bị bắt đám lão gia hỏa kia cư nhiên lại hạ lệnh thả cái gì thả ra không khỏi cả kinh ra các trường phong vội vàng nói chắc quản gia đâu hắn cũng có ý này chậm rãi lắc đầu lạc vân hải thở dài thành tiếng nghe nói chắc đại ca bị hải yêu tập kích bị cuốn vào sớm đã mất tích sinh tử chưa biết quyết định này là do đám lão gia hỏa kia làm thì ra là như thế hiểu rõ gật gật đầu ra các trường phong không khỏi nhìn chiến trường bình tĩnh ở phương xa lại nhìn bầu trời càng thêm bình tĩnh ở phía sau tinh mang trong mắt chật lóe đã hiểu hết thảy xem ra lãnh đạo cấp cao song phương đã đạt thành một số hiệp ước không ai biết cuộc chiến tranh này hòa giải rồi hòa giải làm sao có thể hòa giải oán hận vung tay là phân hải hét lớn một tiếng vẻ mặt không cam lòng hai mắt đều hiện lên đỏ thẫm tiền tuyến chúng ta bên này chết hơn phân nửa nhân mã chừng bốn năm triệu phía sau lãnh tiên sinh truyền đến tin tức vì đối phó với bọn bất bại kiếm tôn nhân số hy sinh cũng đạt tới năm sáu ngàn vạn cộng lại lần này chúng ta tổn thất một ước chiến lược đấy điều này tương đương với chiến lược ba châu nếu lần này thả lão ra hỏa này đi lần sau hắn quay trở lại chúng ta nào còn có cơ hội tổ chức chiến lực chống lại như vậy hơn nữa trận chiến này tổn thất lớn như vậy chúng ta trả giá lớn như vậy nói không đánh liền không đánh những chiến sĩ đã chết kia ai sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ bọn họ chẳng phải là chết vô ích sao chú thích một ức là 100 triệu một ngàn vạn là 10 triệu mày cao thật sâu thác bạt thiết sơn vẻ mặt không vui chỉ có ra các trường phong thở dài một tiếng tựa hồ có chút hiểu biết gật gật đầu nói gia chủ thứ cho lão hủ nói thẳng trước kia lão hủ cũng là thừa tướng một chiều phụng dưỡng quân vương biết thứ thượng tầng chân chính quan tâm trong lòng là cái gì chỉ sợ lần này thừa dịp chắc quản gia không ở bên cạnh bọn họ bách lý kinh vĩ ở trong tâm trí công kích điểm yếu của bọn họ cầm nhược điểm bọn họ khiến bọn họ không thể không buông tha tái chiến về phần bọn họ quan tâm cái gì ha ha đơn giản là một ít quyền lực tư nhân mà chiến lược tứ châu này trong lòng bọn họ chỉ sợ phải xếp sau huống hồ tứ châu bồi dưỡng nhiều chiến lực như vậy không phải là vì củng cố an toàn cho thượng tầng sao gia chủ lão phu lén nói thật với ngài những cao tầng tứ châu này tuy rằng đều là nhân vật danh môn chính tông tiên phong đạo cốt nhưng trung quy vẫn ở trong hải dương quyền lực trong lòng vẫn chưa thoát ly tục thế các ngươi để cho bọn họ vứt bỏ hết thảy vì đại đạo hy sinh căn bản là không có khả năng có lẽ bọn họ nguyện ý hy sinh tính mạng của mình nhưng có một số tục vật ở trong mắt bọn họ so với tính mạng còn quan trọng hơn tương tự như vậy nó quan trọng hơn tính mạng của chúng ta Chắc quản gia trước kia thường nói vô dục tắc cương, nhiều năm như vậy, Từ Châu ngay cả thư sinh văn nhược như Bách Lý Kinh Vĩ này cũng e ngại, không phải không có đạo lý. Đúng vậy, Bách Lý Kinh Vĩ là cao thủ chuyên bắt lấy dục vọng trong lòng người. Dưới thiên hạ, có thể bắt lại hắn, cũng chỉ có Trác đại ca. Hiểu rõ gật gật đầu, Lạc Vân Hải không khỏi thở dài, trong mắt hiện lên lệ mang, lại nói tiếp, ra các quản gia, ta có chút nhớ Trác đại ca tuy nói hiện tại không biết tung tích của hắn nhưng ta muốn đi tìm đem bọn tỷ tỷ cùng nhau đi và nhất tìm được thì sao ta nhất định sẽ không để cho hắn đi nữa dâu hơi run rẩy ra các trường phong cười nhạt gật đầu nói lão hủ biết lần này gia chủ bị ủy khuất nhưng sau khi nhìn thấy chắc quản gia cũng không nên khóc lóc như trước kia đấy ha 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 sao em nói dị ăn nói xà lơ hung hăng liếc hắn một cái là phân hải không khỏi bật cười lắc đầu mặt khác sâu trong bắc hải xa xôi trong kết giới của phong thiên hải ngao chắc phàm vẫn hôn mê bất tỉnh như trước nằm trên xương tuyết lạnh như băng khuôn mặt khô héo tựa như đã chết tước nhi ở một bên chăm sóc tràn đầy bi thương hải ngao cũng là vẻ mặt quan tâm nhìn hắn cũng không chữa thương cho mình trước nhưng bọn họ làm sao biết được bi thương tại tâm chết giờ này khác này chắc phàm rơi vào hắc động vô tận trong đáy lòng có thể nói chỉ cần hắn không muốn tỉnh lại liền vĩnh viễn không tỉnh lại được tí tách từng giọt nước nhỏ giọt trên mặt hồ yên tĩnh làm nổi lên gợn sóng nhẹ nhẹ trong không gian tối đen một bóng người quen thuộc vẻ mặt cho tàn ngồi bên cạnh một mảnh hồ nước nhìn lại lại chính là chắc phàm không thể nghi ngờ bốn phía một mảnh tĩnh mịch không có một chút sinh khí thật giống như hai tròng mắt chắc phàm không có nửa phần sinh cơ nhưng đúng lúc này một bàn tay già nua bỗng dưng vỗ lên vai hắn không để ý tới chắc phàm vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó hai mắt đờ đẫn một mảnh khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt một đạo thân ảnh câu lũ chậm rãi đi tới bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn ha 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 ngươi lại tới không phải lão phu đã nói qua ngươi không nên đến nơi hắc ám này sao sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài được nữa ngươi là ai vậy cổ cứng ngắc quay đầu lại chắc phàm nhìn hắn thật sâu nhưng lại không thấy rõ chỉ có một đường nét trong bóng tối mà thôi nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới cái gì đó lẩm bẩm nói ngươi là lần trước khẽ gật gật đầu lão giả trong bóng đêm lộ ra hai hàng răng trắng nõn không sai lần trước lão phu đã nói với ngươi mỗi khi ngươi tới nơi này lão phu sẽ xuất hiện ngăn cản ngươi đi tiếp chẳng qua lần trước là sinh mệnh của ngươi sắp chết lần này càng nguy hiểm là tâm muốn chết xin lỗi lại để cho ngươi gặp ta sao ngươi không hỏi ta là ai sao không cần hỏi dù sao cũng không cần biết trong mắt một mảnh cô đơn chắc phàm sâu kín lên tiếng tựa như cương thì vậy thản nhiên cười lão giả kia không khỏi lắc lắc đầu Ai, muốn chết sớm như vậy, thật sự quá đáng tiếc. Yên tâm đi, cô nương kia, lão phu sẽ giúp ngươi bảo vệ mạng của nàng, nếu ngươi còn muốn gặp nàng, liền con sống đi thánh vực gặp mặt đi. Cái gì? Thân thể nhịn không được chấn động, chắc phàm vẻ mặt kinh dị nhìn về phía hắn. Vẫn như trước chỉ lộ ra hai hàng răng trắng, thân ảnh lão già kia vẫn mơ hồ một mảnh, nhưng trên người lại nổi lên thất thải hào quang, còn nhớ trước kia ngươi đã nói qua, yêu ai yêu cả đường đi lối về sao, lão phu cũng như thế lão phu nói sẽ không cho ngươi đi vào vực sâu liền tuyệt đối sẽ làm được chỉ tiếc đây là lần cuối cùng về sau lão phu không thể ở bên cạnh ngươi thủ hộ nữa ngươi phải cẩn thận hơn bảo trọng tiền bối hét lớn một tiếng chắc phàm ngồi dậy cũng đã tỉnh lại tước nhi nhìn thấy không khỏi nhất thời vui vẻ hét lớn thành tiếng phụ thân người tỉnh rồi Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ngươi có biết hay không, thương thế trên người ngươi vốn không nghiêm trọng bao nhiêu chỉ là hư thoát mà thôi, lại là hôn mê 6 7 ngày không tỉnh, lão phu còn tưởng rằng tâm ngươi đã chết, vĩnh viễn không tỉnh lại được, ha ha. Cười to một tiếng, Hải Ngao cũng là mặt tràn đầy vui mừng, lần này được rồi, ngươi tỉnh lại liền dễ làm. Trước mắt một mảnh hắc ám, chắc phàm sờ sờ phong ấn hai mắt mình, cũng không để ý, mà là cảm giác khí tức ái thê bốn phía chung quanh, lại chậm chạp cảm giác không được, không khỏi nhất thời vội vàng kêu lên, Khuynh Thành đâu, Hải Ngao tiền bối, Khuynh Thành ở nơi nào? À, ngươi nói tiểu cô nương kia sao? Yên tâm đi, ngươi đã cứu nàng. Cái gì? Ta cứu nàng. Đúng vậy. Hiểu rõ gật gật đầu, hải ngao thấy hắn còn có nghi hoặc, liền giải thích, lúc trước nàng vì cứu ngươi, đem lôi viêm của ngươi hút hết vào thân mình. Lập tức muốn hồn phi phách tán, cũng là bỗng nhiên từ trong cơ thể ngươi chảy ra đế cảnh đại đạo, nhất thời đem một luồng tàn hồn của nàng bảo hộ, mới không tới mức vẫn diệt. Nếu không, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã biến thành thiên địa linh khí, không bao giờ tồn tại nữa lông mày nhịn không được hung hăng run rẩy chắc phàm nghe được lời này vẻ mặt cũng kinh hãi đế cảnh đại đạo đó không phải là thần thông vô thượng trong truyền thuyết chỉ có tu đến đế cảnh mới có thể ngưng tụ thần thông vô thượng cùng thiên địa đồng thọ sao ta làm sao có thể có ngươi không biết ta đương nhiên không biết nếu ta có đế cảnh đại đạo ta còn ở chỗ này lăn lộn vậy ngay cả ngươi cũng không biết lão phu lại càng không biết bất đắc dĩ nhún nhún vai hải ngao không khỏi cười nhạo lên tiếng nói đến đế cảnh đại đạo chỉ có cao thủ đế cấp mới có thể có được trước mắt mà nói chỉ có thập đế tiểu tử ngươi đạo hạnh tầm thường làm sao lại có loại vật này hay là nói là một vị đế quân nào đó nhét vào trong cơ thể ngươi bảo vệ mạng nhỏ của ngươi hắc hắc được đấy bối cảnh rất sâu tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần thánh ở phương nào trong lòng bất giác một mảnh mê mang chắc phàm cũng không hiểu tại sao nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới lão giả mơ hồ trong bóng tối kia chẳng lẽ nói từ đầu đến cuối vẫn là hắn che chở ta nhưng hắn là thần thánh phương nào tại sao mỗi lần ta giàu hết đèn tắt hắn lại xuất hiện trong đầu đột nhiên xuất hiện mười vạn câu hỏi vì sao chắc phàm nhất thời nghĩ không ra liền không nghĩ nữa chỉ là vội vàng hoảng hốt nhìn về phía hải ngao nói vậy thần hồn khuynh thành đâu nàng ở đâu lão phu ném đến thánh vực rồi thánh vực đúng vậy khẽ gật đầu một cái hải ngao cười hắc hắc tiểu tử vận khí của ngươi và nữ oa kia thật đúng là quá tốt ngươi có biết bắc hải này nối liền địa phương nào của thánh vực không nhíu mày chắc phàm cẩn thận cân nhắc sâu kín lên tiếng dựa theo tấm bản đồ của long tổ đến xem phụ cận bắc hải đích xác có một nơi thiên địa phong huyệt nhưng đến tột là gì ta cũng không biết hắc hắc vậy ta sẽ nói cho ngươi biết luân hồi thiên trì luân hồi thiên trì có thể chuyển thế trọng sinh trong truyền thuyết trong lòng không khỏi lộp bộp một chút chắc phàm không khỏi kêu to thành tiếng luân hồi thiên trì này ở thánh vực chỉ là một truyền thuyết chỉ nghe tên kỳ thật chưa từng có ai nhìn thấy qua rất nhiều người đều cho rằng là giả thẳng đến khi ta xem cửu u bí lục do cửu u ma đế lưu lại mới biết được luân hồi thiên trì này chính là đạo tràng của luân hồi đại đế trong thập đế xoay chuyển thời không chỉ cần có một tia tàn hồn liền có thể luân hồi chuyển sinh phúc trạch thường sinh chỉ là kết giới trí cường không phải người có duyên thì không thể tiến vào ngoại trừ bản tôn gia ngay cả cửu đế còn lại cũng không biết nên tiến vào như thế nào không nghĩ tới nơi này lại liên tiếp với nơi đó cười gật gật đầu hải ngao thản nhiên lên tiếng trên cơ bản thập đế đều có thần thông cũng đều có pháp môn đạo tràng của mình ngoại trừ mình người bên ngoài khó có thể bước vào nửa bước nhưng lần này khi lôi viêm của ngươi bạo tẩu có lẽ bởi vì đồng thời quan hệ đến không minh thần đồng ngươi dĩ nhiên phá vỡ kết giới này còn vừa lúc liên kết với luân hồi thiên trì ngươi nói đây có phải là hữu duyên hay không nên tiểu nha đầu này có cơ hội sống lại nếu không một luồng tàn hồn mà thôi mặc dù không chết cũng phế cho dù giữ lại thì có ích lợi gì lông mày khẽ run lên chắc phàm cân nhắc một chút khẽ cười gật đầu thảo nào vị tiền bối kia để cho ta còn sống đi thánh vực gặp mặt thì ra khuyên thành đã đến nơi đó đã như vậy cái mạng này của ta tự nhiên phải sống đến lúc đó còn có cơ hội gặp lại chỉ là tiền bối này đến tột cùng là người nào cho dù là một trong thập đế lại là như thế nào lại ở trong cơ thể ta còn không tiếc bất cứ giá nào giúp ta như vậy tha rằng chính mình tiêu tán trong cơ thể ta cũng muốn giúp ta cứu khuyên thành phần đại ân đại đức này mặc kệ hắn là ai sau này cũng nhất định phải báo đáp chỉ là không biết có cơ hội hay không nghĩ như thế khóe miệng chắc phàm khẽ nhếch lên một đường cong vui vẻ cũng yên tâm hơn không ít người kia chưa mất vẫn đang ở đó đợi ta trở về lại tiếp tục nối lại tiền duyên ngửa đầu hít sâu một hơi sắc mặt chắc phàm lúc trước còn tĩnh mịch nhất thời sinh cơ bừng bừng lại tỏa ra sức sống ngày xưa trước kia hắn muốn trở về thánh vực là vì chiến hiện tại lại có thêm một mục đích yêu ông 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 nhưng mà đúng lúc tâm tình chắc phàm vừa mới chuyển biến tốt từng tiếng ngâm nhẹ khẩn cấp đã đột nhiên vang vọng trước tai mọi người không khỏi sừng sốt, chắc phàm quay đầu cảm giác một chút, lại phát hiện vật phát ra tiếng vang kia chính là kình thiên ma kiếm của hắn. hơn nữa trên thân kiếm kia, cho đến lúc này còn đang hừng ngược thiêu đốt lôi viêm màu đen kéo dài không tắt. hắc 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 khẳng định là bị đốt đau đi, dù sao cũng đã sáu bảy ngày rồi, tiểu tử ngươi hôn mê bao nhiêu ngày, thanh kiếm này liền bị thiêu đốt bấy nhiêu ngày. nhếch miệng cười, hải ngao nhìn thấy bộ dáng run rẩy của thân kiếm này, không khỏi nhất thời trêu chọc tiểu tử, không biết kiếm linh này ngươi tìm được ở đâu, sao lại ngốc nghếch như thế. Lục phẩm Thánh binh này là năm đó kiếm đế lấy kỳ thạch ngũ phương tuyệt địa luyện ra, không tầm thường, cho dù lôi viêm của ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng tuyệt đối không có khả năng đả thương kiếm phong này một tấc. Cho nên, lôi viêm ở trên kiếm này hẳn là rất nhanh dập tắt, ngươi xem ba thanh kiếm khác, chính là như vậy, nửa canh giờ liền tiêu diệt. Chỉ có kiếm linh của ngươi, cư nhiên còn dùng linh lực của mình cổ vũ hỏa diễm, tha rằng để lôi viêm này thiêu đốt 6 ngày 7 đêm, thừa nhận thống khổ như vậy, ngốc hay không ngốc. Ông 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 tựa hồ đang phát ra tiếng hò hét phản đối, lại tựa hồ thật sự biểu đạt tâm tình gấp gáp của mình, thân kiếm kia vẫn chấn động không ngừng, nhưng ngọn lửa trên người càng ngày càng bùm bùm thiêu đốt. Tương thông với kiếm linh của mình, chắc phàm chỉ hơi cảm thụ một chút, liền nhếch miệng cười, hiểu rõ gật đầu, thì ra là như thế, xem ra dã tâm của ngươi cũng không nhỏ, vậy chúng ta thử xem. Cái gì, ngươi nói gì? Không khỏi sừng sốt, hải ngao còn chưa rõ nguyên nhân, thì chắc phàm đã động thủ. Từ trong tay tước nhi cầm lấy giới chỉ của mình đeo lên, hai tay chắc phàm liên tục lóe lên, từng khối thánh linh thạch trong suốt lấp lánh liền nhất thời bay ra ngoài, khảm nhập vào trong tuyết phong lạnh như băng này. Hải Ngao ở một bên nhì không hiểu, đợi đến ba canh giờ sau, đại trận bố trí xong, mí mắt Hải Ngao mới nhất thời run lên, kinh ngạc lên tiếng. luyện khí đại trận, ngươi muốn làm gì? cái này còn cần phải nói sao? tiền bối, đương nhiên là luyện khí. không khỏi cười khẽ một tiếng, chắc phàm nhất thời vẫy tay, ma kiếm kia liền vui vẻ nhảy vào trong đại trận, đồng thời ba thanh thần kiếm còn lại cũng bị dẫn tới, bay vào bên trong sau đó sắc mặt chắc phàm kiên định ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa hét lớn thành tiếng thiên địa huyền hoàng địa thủy phong hỏa lôi viêm làm mai tứ kiếm hợp nhất lấy kiếm linh ta chấp trưởng càn khôn sất ầm ầm vừa dứt lời ấn quyết trong tay chắc phàm hung hăng chỉ về phía đại trận kia liền nghe một tiếng nổ vang kịch liệt cả thiên địa đều không ngừng rung động đồng thời lôi viêm trên người ma kiếm kia cũng bỗng dưng dung nhập vào trong đại trận trong nháy mắt liền ở dưới uy lực của trận pháp một lần nữa hừng hực thiêu đốt, thoáng chốc hướng thẳng về phía chân trời, tựa hồ muốn đem thiên khung thiêu ra một cái động. Mà bốn thanh thánh kiếm kia, đồng loạt bị lôi viêm khủng bố bao vây, một lần nữa thiêu đốt lên. "Tiểu tử, ngươi muốn luyện thánh binh, ngươi có năng lực kia sao?" Nhìn hết thảy, Hải Ngao không khỏi ngây người, sau đó liền dùng vẻ mặt khó hiểu nói, "Hơn nữa đây đã là thánh binh lục phẩm mạnh nhất do kiếm đế luyện ra, ngươi còn muốn luyện như thế nào?" Thản nhiên cười, chắc phàm chậm rãi lắc đầu, "Vãn bối luyện binh, vô luận là công lực hay thủ pháp, tự nhiên so ra kém kiếm đế." Nhưng ta cũng không phải là muốn trọng luyện Thánh binh của hắn, mà là muốn đem Thánh binh này quy nhất, hoàn thành tâm nguyện cho kiếm linh này của ta. Cái này không có khả năng, năm đó kiếm đế luyện Thánh binh, cân lực của năm loại thánh thú, vẫn là lão phu giúp hắn thu thập đây. Cho nên năm thanh Thánh binh này mới tương sinh tương khắc với đám người lão phu. Lúc ấy hắn cũng nghĩ tới, mượn luyện binh mà đem năm loại lực lượng dung hợp, luyện chế ra đế binh trên Thánh binh, nhưng cuối cùng các loại lực lượng tương khắc, kiếm đạo tương xung, mới thất bại trong gang tấc. Chuyện này ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành, ngươi có thể hoàn thành hắn không hoàn thành là bởi vì thiếu một thứ mà thứ này hiện tại chỉ ta mới có sắc mặt bất giác nghiêm túc hắc khí nhất thời bốc lên toàn thân chắc phàm song trưởng mạnh mẽ đẩy về phía đại trận kia thiên ma đại hóa quyết bá mực đen kịt tựa như đêm tối hàng lâm trong nháy mắt đem bốn thanh thần kiếm trong trận cắn nút vào lôi viêm ở giữa không ngừng thiêu đốt đem bốn thanh kiếm đốt đến có chút vặn vẹo nhưng cơ hội này huyết quang trên ma kiếm đại thịnh nhất thời liền ảo ảo một tiếng vỡ ra sau đó giống như một cái bọc mạnh mẽ đem ba thanh kiếm bọc lại sau đó dưới lôi viêm cùng hắc khí không ngừng xâm nhập thứ ở trong bọc cũng không ngừng vặn vẹo sau đó chậm rãi hòa tan thẩm thấu lẫn nhau cuối cùng lại hiện ra một thanh kiếm toàn thân đen kịt thấy tình cảnh này hải ngao bỗng dưng ngây dại trầm ngâm hồi lâu mới không nhịn được quá to sao lão phù lại quên mất ngươi chính là người đem năm loại thánh thú lực lượng dung hợp thành một đem thánh binh hợp nhất lại có gì khó khăn thánh binh tùy mạnh phàm hỏa khó có thể chế tạo nhưng lôi viêm lại là năng lượng trí cao trên thế gian nói như vậy lấy lôi viêm thiếu đốt kiếm lấy ma công dung hợp kiếm đạo chuyện năm đó ngay cả trên tay kiếm đế cũng không thể hoàn thành cư nhiên ở trên tay ngươi lại thành công nhóc con ngươi thật sự làm được choang sau một tiếng kiếm ngâm một thanh trường kiếm đen kịt với bốn sọc màu xanh đỏ lam kim nhất thời bay ra khỏi ngọn lửa chắc phàm dùng hai tay bắt lấy liền nắm trong tay không phải ta làm được mà là hai vị tiền bối cửu u ma đế cùng kiếm đế làm được tha cũng là bước trên vai của người khổng lồ mà thôi khóe miệng sạch qua một đường cong nhàn nhạt, nhạt chắc phàm không khỏi khẽ cười lên tiếng hải ngao tiền bối ân tương trợ hôm nay chắc phàm vĩnh viễn không quên như vậy cáo tử ta à, phải chuẩn bị trở về thánh vực